Hello, Ngoài Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Hiện tại thì mình đang có mặt tại câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và ở đây là sân Lạch Tray. Chiều ngày hôm nay thì sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của Cúp Tứ Hùng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì mình có hẹn với một người em, một cầu thủ, đó là Châu Ngọc Quang, và hy vọng rằng là sẽ mang lại cho khán giả thêm nhiều câu chuyện hay, nhiều thông tin thú vị về chàng trai đến từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, hiện đang khoác áo đội bóng đất cảng. Let's go. Những lần trước mà tới đây thì rất là vội vã vào trong sân để tác nghiệp, không có thời gian để ngắm toàn cảnh của sân Hải Phòng. Còn ngày hôm nay thì đã có được nhiều thời gian hơn rồi, và mình sẽ đi một vòng lang thang trải nghiệm cùng với Châu Ngọc Quang. Ở sân cỏ nhân tạo bên cạnh thì các cầu thủ trẻ đang chơi bóng với nhau. Ủy ban dân thành phố Hải Phòng, Liên đoàn bóng đá Hải Phòng. Kia rồi, Châu Ngọc Quang. Mình cứ tưởng là ở phía bên phải của sân, hóa ra là dãy phòng ở trên lầu. Vô sân đá luôn. Hello Châu Ngọc Quang. Hello anh. Rất là vui, được lâu lắm rồi mấy anh em mới gặp lại nhau. Bây giờ Quang có thể giới thiệu về khu vực nhà ở của mình không? Phòng ở của mình. Phòng ở của bọn em hả? Thì có lẽ là để phải đi ngược về lại hướng ngoài cổng. À kia, bên kia mới là khu ở hả? Chứ nãy ở ngồi trong sân à? Đây là ở trong sân. Nãy là em đi vòng từ ngoài sân đi qua đây. Xa quá. Thế có biết anh nào không? Tiền vệ Hải Phòng mà không biết à? Quen với cuộc sống ở ngoài này chưa Quang? Nhưng mà em ra đây thì em ít khi đi ra ngoài. Ở trong đội thôi. Ơi. Nên cũng ít cái đi ra ngoài lắm, nên cũng còn quanh quẩn ở trong sân thôi. Em là về đây được mấy tháng rồi nhỉ? Từ lúc mà tính là em về đây là từ tháng 7 năm ngoái. Từ tháng 7 năm ngoái. Bây giờ nhưng mà xong rồi dịch là cứ tập ở trong này hả? Cứ tập ở trong này. Ở ngoài này thì phần công tác chống dịch chắc cũng đỡ hơn nhiều so với trong Sài Gòn với lại Pleiku. Ở đây anh thì chống dịch thì nó làm nghiêm khắc hơn, đợt trước nó làm. Đây hả? Đây là dãy nhà của mình hả? Hay đây là của bên vận động viên? Đây là cái khu của trung tâm. Trung tâm của tất cả vận động viên luôn, kể cả đá banh. Của võ, rồi điền kinh. Bơi lội rồi, rồi ở trong này. Bằng em còn đá banh của mình. Bằng em thì bằng em ở cái khu bên này. À. 11 giờ là bắt đầu ăn cơm trưa đúng không? Khu bóng đá là đây là từ cái dãy bên này đi lên. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Sáng nghỉ 11 giờ 15 ăn cơm. 17 giờ 15 xuất phát. 21 giờ hả? 30 ăn cơm. Rất là chi tiết. Đi lên lầu hả? Lên xem phòng đi. Ở đây bóng đá là được nguyên một cái dãy luôn hả? Hay là có thêm các vận động viên của môn khác? Đây là bên dãy từ cầu thang này lên là của bóng đá hết. Nhưng mà bên này là sẽ là của võ thuật của trung tâm, văn phòng của trung tâm.
Còn phòng của em ở đâu? Đây, đây là dãy phòng của bọn em. Đây, diện tích phòng này chắc khoảng 20 mét vuông ha. Chiều dài như là 7-8 mét, chiều ngang là 33 mét rưỡi hay sao? Nói chung là cũng hơi chật so với hai thanh niên trẻ. Ở đây là toàn cảnh căn phòng của hai cầu thủ Châu Ngọc Quang cũng như là Dũng Quang Nho. Dũng Quang Nho thì hiện tại là đang khoác áo U23 Việt Nam và đang thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan. Còn chỉ còn lại có Châu Ngọc Quang thì đang ở nhà, và chiều ngày hôm nay thì Quang cũng sẽ thi đấu với câu lạc bộ Hà Nội để mà tranh chức vô địch của cúp Tứ Hùng. Cả nhà có thể dễ dàng nhìn thấy là một căn phòng cũng khá là nhỏ nhắn mà thôi, đủ cho sinh hoạt của các cầu thủ. Cứ hai bạn ở một phòng đúng không? Nhưng mà nói chung là về các tiện ích thì có lẽ là cũng đã khá là đầy đủ với tivi và máy lạnh. Tất nhiên là nếu như là so với ở nhà thì cũng không thể bằng được. Bây giờ thì hai anh em mình ngồi đây trò chuyện hay là đi ra ngoài ta? Đi ra sân đi. Vừa đi vừa nói chuyện đi cho vui. Ok. Rồi khu vực phòng riêng của các cầu thủ thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra sân lạch chay, vừa đi vừa trò chuyện. Đúng là như là chắc bơi em ơi, chứ bắn súng thì bắn phải bắn nhiều phát chứ, đúng không? Thế một âm thanh có thể nói là rất là lớn. Đi bên này thì có thể đi qua được bên sau. Kia là xe của đội mình mà, không hôm qua anh quay xe này. Hôm qua đang đi taxi ra sân cầu rào á, bác taxi có kêu là chạy theo cái xe phía trước là tới sân á, nhìn ra thấy xe câu lạc bộ Hải Phòng. Dạ hôm qua là anh đi theo hôm qua đi... anh quay cả đội Gia Lai mình với lại đội Hải Phòng mình luôn, hai đội. Rồi hôm qua anh đi theo xe mới ra được hả? Là anh đi taxi ra. Đây rồi, sân lạch chay ở trước mặt chúng ta. Hai anh em mình sẽ đi tham quan một vòng, vừa đi vừa trò chuyện. Ủa, cuộc sống sau khi lấy vợ thì có gì khác biệt không? Thì sau khi lấy vợ thì cái kiểu như là mình sống nó trầm lặng hơn một tí. Biết suy nghĩ hơn một tí, biết lo và nghĩ về tương lai hơn một tí. Thế bây giờ vợ thì đang ở Bảo Lộc đúng không em? Dạ. Vậy có kế hoạch gì để đưa vợ ra ngoài Hải Phòng luôn không? Hay là em có dự tính gì cho gia đình của mình? Dạ, thời gian đầu này thì vợ ở nhà cũng phải lo cái spa lại quần áo ở nhà. Nên là em cũng chưa có cái dự tính, bởi vì em cái hợp đồng ở đây chỉ một năm thôi. Nếu như mà bây giờ mà đưa vợ ra thì ở được vài tháng xong rồi lại chuyển đi chỗ khác thì lại cực khổ cho vợ. Nhưng mà như vậy là cũng phải thỉnh thoảng mà không thi đấu người thì là cũng bay ra bay vô cũng nhiều hả? Mệt hả? Thường thì được nghỉ 2 ngày thì em sẽ bay về thăm vợ. Nếu mà bay về thì em sẽ bay như thế nào? Em sẽ bay Hải Phòng, Ly Khương, Đà Lạt. Hải Phòng. Vậy là nó có chuyến đó luôn. Có một chuyến bay. Vậy là tiện quá. Xong rồi từ Liên Khương về tới chỗ em là bao nhiêu cây? Về tới Bảo Lộc là 100 cây. 100 cây. Vậy cũng là một hành trình cũng khá là vất vả chứ cũng không phải dễ dàng gì. Lấy vợ mà hai người đang ở khá xa, đời cầu thủ thì cũng phải đi đây đi đó cũng nhiều ha. Cái thời gian vừa rồi thi đấu ở Hải Phòng, ở V-League cũng như là ở cúp Tứ Hùng này thì em cảm thấy là cái lối chơi của đội bóng mới này có phù hợp với mình hay không?
Thì lúc mà em mới ra đây xong rồi làm việc với lại chú Nghiêm thì tất cả toàn là những anh em mới mà mỗi tỉnh khác nhau đến đây thì mới đầu thì cái lối chơi thì nó hơi gặp khó khăn một chút xíu vì anh em toàn là mới với nhau nên là nó, cái sự mà ăn ý hiểu nhau thì nó chưa có. Nhưng mà sau một khoảng thời gian tập trung thì em thấy là đội này cũng gần như là ăn ý với nhau. Em đánh giá thế nào về các cầu thủ ngoại á? Tại vì anh thấy là cũng có những người cũng quen thuộc với em như là Ri Mario. Thì anh chàng này em thấy như thế nào, và các bạn như là Moses hay là Joseph luôn. Ri Mario thì em cũng đã từng chơi với Ri Mario rồi. Thì cũng hiểu được cái tính cách của Ri Mario. Còn Moses thì gọi là một cầu thủ đẳng cấp rồi. Thì chơi rất là nhiều năm ở Việt Nam, người ta có kinh nghiệm, chung là có thể dìu dắt được các những đồng đội của mình. Còn Joseph Mande thì đúng một cầu thủ gọi là đa năng, theo em thấy là đa năng. Vì có thể chơi được tiền đạo, mà khi mà đi tập xuống vị trí trung vệ thì anh thấy chơi cũng khá là ổn và cũng khá là chắc chắn. Rõ ràng là Hải Phòng năm nay có sự chuẩn bị lực lượng rất là tốt, và có một huấn luyện viên có lối chơi và có bản sắc. Rõ ràng đây là ứng viên của cuộc đua vô địch V-League năm nay, đúng không em? Biết đâu lại bất ngờ, đúng không? Trần Ngọc Quang lại đóng góp nhiều vào cái thành tích chung của đội bóng Đức Cảng. Trần Ngọc Quang là có một thời gian vừa rồi là khá là thú vị về câu chuyện mà lên tuyển. Cái lần đầu tiên được gọi lên tuyển, đúng không? Thì là rất là háo hức, nhưng mà cuối cùng là lại phải cách ly trong phòng. Lúc đó làm sao em? Có kể lại câu chuyện thôi. Thì lúc mà mới đầu mà lên đây tập trung lại đội tuyển thì nó nhiều cái nó mới mẻ hơn khi mà em tập trung U23 năm 2018 mà châu Á đã Thường Châu thì nó khác biệt rất là nhiều. Vì là cấp bậc đội tuyển là mọi thứ nó đều mới lạ, nó đều ngỡ ngàng đối với em ấy. Mà lên được tập một thời gian rồi ba bốn ngày nói chung vẫn mình cũng chưa hết được cái bỡ ngỡ, cái nhiều cái, nhưng mà là đùng cái lại bị Covid. Thì lúc đấy thì mấy anh em bị Covid thì lên ở chung với nhau ở chung với nhau thì chứ là cũng nói chuyện với nhau thì cũng vui vẻ động viên lẫn nhau. Đợt đó là Quang với ai ta? Hồng Duy, Xuân Trường, Hải Huy, Tuấn Mạnh, rồi Thủ Môn Văn Hoàng, Sông Lam. Ồ, 6 nhiều người, tổng cộng là 6 Đức người. Huy, à, Đức Huy, 8 người. 9 người nha, nếu là 9 người à. Còn ai nữa ta? Trời ơi, vậy đó. Còn cái hôm vừa rồi khi mà được thầy Park tiếp tục gọi em lên để đá ở cái trận giao hữu với Afghanistan á. Và em cũng được ra sân ở hiệp 1, đúng không? Thì anh thấy em rất là nỗ lực, chạy rất là nhiều. Thì cái lúc đó em có cái cảm xúc gì không? Đó thì lúc mà triệu tập đợt 2 này để mà đá giao hữu với lại Afghanistan thì lúc đó em cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là bây giờ đây là một trận giao hữu và mình lên đây, mình được gọi lên và mình cố gắng và có cơ hội thì mình phải thể hiện được bản thân. Cái mặt sân Hải Phòng làm đẹp quá hả? Theo như em nghĩ thì chắc cả phòng rồi, mặt sân thì gọi như là nhất nhì ở Việt Nam. Được đào lên làm lại hết tất cả nha. Dạ, chứ không phải là không phải là dùng từ là cải tạo, đúng không? Mà đây là làm mới lại hoàn toàn, nên là nhìn sân rất là đẹp, rất là mình. Vì hồi xưa sân rất là xấu mà có khi còn tổ chức giải chọi trâu nữa. Nên là bây giờ người ta phải đào lên làm lại hết từ đầu.
giờ có được cái mặt sân xịn sò luôn. Chiều ngày hôm nay là chắc là các khán đài là phủ kín hết. Lúc nãy thì khi mà anh quay ở ngoài kia thì có một chú là chạy ra sau lưng kêu chiều nay là Hải Phòng là chắc chắn nó vô địch. Tôi đảm bảo với cậu là vô địch. Là mình thấy cái tình yêu của người hâm mộ đất cảng là khỏi phải nói rồi. Rất là máu lửa và cũng rất là đặc biệt ha. Đúng là anh đi ra đây, anh xem đá banh, anh tác nghiệp nhiều thì anh thấy là cổ động viên Hải Phòng là 1, Nam Định là 2. Thực sự là quá là máu, máu bóng đá. Nhưng mà thi đấu mà có một cổ động viên như thế, tinh thần và yêu bóng đá nó như thế thì nó tuyệt vời với cầu thủ. Cái nhớ cái trận em đá với lại Thanh Hóa hay Nam Định vậy. Lúc đó thì trời mưa nhưng mà sân như là kính hết các đài A, các đài B. Mà trời lại mưa nhưng mà cổ động viên lại mặc áo mưa rồi mặc áo mưa để ngồi các đài B xem thì thấy nó rất là xúc động. Nói chung là anh thấy Hải Phòng đang có rất là nhiều yếu tố thuận lợi để đua vô địch V-League năm nay. Lực lượng anh thấy là cũng có rất là nhiều cầu thủ nội và chất lượng nè. Rồi ngoại binh cũng hoàn toàn có thể tỏa sáng. Huấn luyện viên anh Chu Đình Nghiêm thì nói là bản sắc thì không phải nói rồi. Và anh ấy cũng đang rất là quyết tâm thể hiện cái năng lực của mình ở câu lạc bộ Hải Phòng. Biết đâu là năm nay lại tạo nên bất ngờ top 3 thì thú vị ha. Coi chừng lại còn giành được suất dự AFC Champions League nữa thì năm sau chắc là lập chay lúc nào cũng mở hội. Cỏ quá đẹp. Anh hỏi một chút là cái chuyện về chăm lo gia đình á, thì em đã có kế hoạch gì về nhà cửa rồi này nọ chưa? Nhà cửa thì chắc nghĩ thì cũng là nghĩ tới rồi nhưng mà kinh tế nó chưa cho phép. Chứ cũng nghĩ cũng muốn mua cái nhà xong rồi có cái xe để cho vợ ở và đi lại. Sau này mà có bầu có con thì đi lại nó cũng tiện cho mẹ con. Thôi thì cũng cố gắng thôi. Năm nay ráng thi đấu nhiều, thắng nhiều trận, tích góp tiền thưởng. Em có nghĩ đến cái AFF Cup cuối năm nay không? Thì mục tiêu của em thì trước hết là ở Hải Phòng, là cái V-League này thì em phải thi đấu tốt với lại đạt được cái thứ hạng cao. Cái thứ hai nữa thì sẽ cố gắng làm cách tốt nhất để mà được thầy Bắc gọi lên tập trung AFF. Đó cũng là một cái động lực của Châu Ngọc Quang, tại vì nói thiệt là cơ hội để cạnh tranh một cái vị trí ở đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm này có thể nói là riêng về khu vực tiền vệ thì có thể nói là cực kỳ khốc liệt với rất nhiều gương mặt tài năng ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà những gì mà Châu Ngọc Quang thể hiện ở trận đấu giao hữu với Afghanistan cũng đã giúp cho người hâm mộ có thêm được những nhìn thú vị về cầu thủ này. Và hy vọng rằng là sắp tới đây thì khi mà V-League quay trở lại, Châu Ngọc Quang sẽ tiếp tục thi đấu hay, tỏa sáng và sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho sân chơi AFF Cup vào cuối năm nay. Và đừng biết rất là cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với mình trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với tiền vệ Châu Ngọc Quang của câu lạc bộ Hải Phòng. Bây giờ thì mình xin phép được gửi lời chào tạm biệt và rất là cảm ơn cả nhà. Xin chào. Tất cả mọi người. Cool vận động mỗi ngày, thu thập thẻ cool, nhận quà cực cool.
sang thẻ quà cool trong mỗi lốc sữa cool bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quà cầm tay cool, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà cool, đổi ngay một ba lô hoodie cool, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà cool, đổi liền tay một bóng phản quang cool, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Martin cool siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà cool ngay thôi các bạn ơi!